Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục đồng hành cùng với Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng sẽ tiếp tục gửi đến cho anh em một mẫu xe mới về cửa hàng của mình nhất. Vâng, anh em nào quan tâm về mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0816662386 anh em nhé. Vâng, thì hôm nay đây Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em về một chiếc xe mới cập bến cửa hàng của mình. Chiếc xe mang biển kiểm soát 30E57686, một cái biển số Hà Nội cũng rất là đẹp. Sơn si thì màu vàng cát rất là ok. Chiếc xe này là một chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy 1.1, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Hiện tại chiếc xe này thì bên em đang chào bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 172 triệu đồng. 172 triệu đồng anh em đã có một chiếc Hyundai Getz rất là đẹp như thế này, sản xuất 2009. Anh em nào đúng màu đúng mệnh có thể là alo trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo với em. Anh em nào lần đầu tiên xem video của mình thì đừng quên bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình để luôn luôn cập nhật được những xe mới về cửa hàng của mình nhất, được không ạ? Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh thân vỏ về chiếc xe này. Hiện tại thì nhà em thì chuyên thu mua, cung cấp và bán tất cả các dòng xe đã qua sử dụng từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Và đây là cái bãi xe nhà em. Bãi xe nhà em thì làm tại địa chỉ số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Anh em nhé, anh em có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình. Chiếc xe thì được trang bị 4 bánh na răng đúc, rất là đẹp và khỏe xe cho anh em. Đấy, rất là đẹp và khỏe xe, sơn si màu đồng, rất là ok. Tất cả những cái tay lắm cửa này cộng với lại vè mưa chân kính đều được inox mạ chrome, rất là sáng bóng và sạch sẽ luôn. Anh em thấy đây, 4 bánh na răng đúc rất là đẹp. Đấy, kể cả là ốp đèn hậu và ốp bình xăng rất là ok, sơn si rất là ok anh em này. Đấy, một chiếc Hyundai Getz khá là cứng xe. Xe thì không có một lỗi nhỏ anh em nhé. Biển 30E57686 Hyundai Getz. Được cái thì chiếc xe này là sơn si của nó rất là bóng. Đấy, đồ chơi ốp lốc ốp liếp là lên hết rồi. Lại lên cả la răng đúc rồi, lên cả màn hình rồi. Vì thế nên chiếc xe này thì về chỉ việc sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả anh em nhé. Anh em là khu vực Hà Nội mua chiếc xe này cũng khá là ok. Chiếc xe thì còn đăng kiểm cho đến tháng 4 năm 2021. Vâng anh em nhé, tháng 4 năm 2021, đời 2009 này. Dàn 4 lốp rất là tương đối, 4 bánh na răng đúc rất là đẹp. Đây anh em thấy đây, tất cả những cái tay ốp mở cửa của chiếc xe rất là ok. Chiếc xe thì bọc một bộ nội thất rất là ok này. Một bộ nội thất màu da, màu đen này. Anh em thấy đây, bộ nội thất này rất là tôn lên cái vẻ của chiếc xe, trần da luôn anh em nhé. Trần da đấy, rất là đẹp luôn. Hệ thống tắp ly của chiếc xe thì rất là đẹp, keo chỉ zin hết luôn anh em này. Vâng, với giá tiền chỉ có 172 triệu đồng thì quý vị anh chị và các bạn có thể tham khảo về chiếc xe này. Đây là phần đinh bấm dàn giật cột kèo của chiếc xe. Tất cả những cái đinh hàn chập của nhà sản máy sản xuất thì đều còn nguyên bản hết. Đều còn nguyên bản hết cho anh em. Hệ thống tắp lô rất là ok. Màn hình, vô lăng, chìa khóa khiển theo xe và củ số rất là đẹp. Hệ thống sàn xiếc của chiếc xe rất là sạch sẽ luôn. Cửa đóng rất là khít luôn anh em nhé. Vâng, anh em nào đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc xe Hyundai Getz nhỏ gọn mà lại rất là chất lượng. Chiếc xe này thì rất là lành cũng như rất tiết kiệm. Máy của nó có 1.1 thôi, rất là lành và tiết kiệm luôn. Vì thế nên anh em có thể là cân đối cho mình, mua cho mình một chiếc xe nhập khẩu như này. Vâng, hệ thống táp ly cánh sau này, anh em thấy đây, khá là nét luôn. Để mà nói thì đây là một chiếc xe Hyundai Getz rất là cứng xe. Vâng, anh chị em nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe như này thì khá là hợp lý. Vâng, anh em nhé. Nội thất của chiếc xe khá đẹp. Trần da, anh em thấy đây, sơn si của chiếc xe rất là sạch sẽ luôn này. Tiết kiệm vào lốp dự phòng của chiếc xe đây. Đấy, gầm bệ chiếc xe thế này anh em thấy đây. Chưa có dấu hiệu gì của sự mục mọt ở đây anh em nhé.
tất cả những cái ổ bình xăng này đều được inox bạ chrome rất sạch sẽ luôn. Nội thất rất là đẹp luôn anh em thấy đây. Nội thất anh em nhìn có thể nhìn thấy mấy chiều vào cũng được. Không có rách dưới gì cả. Cột kèo đinh bấm dàn giật ok hết. Táp ly. Khá đẹp. Đây là cánh lái anh em thấy đây. Em thấy đấy, rất là đẹp luôn. Cái xe chạy được 8 vạn. Hệ thống túi khí túi kiếp đầy đủ anh em nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ cho anh em luôn. Điều hòa rất là mát luôn anh em này. Hệ thống vô lăng rất đẹp luôn. Rất là ok. Gương kính chỉnh điện nên phập phập luôn. Motor trơn như là vui mỡ luôn. Mà motor rất là khỏe luôn. Đến phía mầm luôn anh em nhé. Cẩn thận kẹp đất tay luôn. Rất đẹp. Đặt mưa phun nước của chiếc xe này anh em thấy đây. Khóa khiển theo xe anh em nhé, khóa khiển theo xe luôn này. Màn hình DVD. Hệ thống cam lùi nét căng. Rất là đẹp. Hệ thống gương kính chỉnh điện luôn. Tất cả hoạt động bình thường. Và rất ok luôn. Xe thì giá là ok luôn này. Vô lăng của chiếc xe thì khá là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xuống kiểm tra cái phần khoang máy của chiếc xe này một chút để cho chiếc xe xem là trải nghiệm về khoang máy của chiếc xe này được không ạ? Máy lổ rất êm luôn anh em nhé. Hệ thống điện đóm của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường này. Đấy, hệ thống điện đóm của chiếc xe thì hoạt động rất là bình thường luôn. Đèn sương mù rồi là đèn gầm rồi là đèn pha cốt hoạt động bình thường. Vâng ạ, thì đây là tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009, anh em có thể tham khảo và trải nghiệm luôn. Máy số của chiếc xe thì khá là ok, lổ rất là êm luôn. Máy móc của chiếc xe khá là ổn định luôn anh em nhé. Rất là ok luôn. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh và Tuấn Hải Phòng có giới thiệu qua cho anh em về một chiếc Hyundai Getz. Chiếc xe này được Ram sản xuất 2009, phiên bản số sàn, trang bị động cơ máy 1.1 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với giá tiền là 172 triệu đồng. Nếu anh em nào quan tâm về mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386. Anh em nhé.
Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo của chương trình.